Xin chào các bạn, chị là Minh Hiên đây. Và ngày hôm nay, rất vui khi được quay trở lại cùng với các em ở trong phần audio văn học này. Chúng ta đều biết đến tác giả Nguyễn Minh Châu, là một trong những nhà văn lớn của nền văn học Việt Nam hiện đại. Nhiều năm cầm bút, cùng với kinh nghiệm viết phong phú, tác giả đã có một khối lượng tác phẩm đồ sộ cùng với sự đóng góp rất lớn cho nền văn học nước nhà. Nguyễn Minh Châu là một trong số những ngòi bút có ảnh hưởng lớn đối với nền văn học Việt Nam vào giai đoạn chiến tranh và thời kỳ đổi mới. Là một nhà văn nhạy bén với sự thay đổi của thời đại, đặc biệt là thời kỳ chuyển giao từ thời chiến sang thời bình. Trong 29 năm cầm bút, tác phẩm của ông luôn được độc giả đón nhận rất nồng nhiệt và mỗi thời kỳ sáng tác thì Nguyễn Minh Châu đều để lại dấu ấn riêng trong lòng bạn đọc. Nói về quan niệm sáng tác của mình, Nguyễn Minh Châu cho rằng hành trình cầm bút là hành trình đi tìm những hạt ngọc ẩn giấu trong bề sâu tâm hồn của con người. Văn học và đời sống là những đường tròn đồng tâm mà tâm điểm chính là con người. Trải qua lớp bụi của thời gian, những tác phẩm của Nguyễn Minh Châu vẫn để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng bạn đọc. Và ngày hôm nay, chúng mình sẽ ngược dòng thời gian để tìm hiểu về một trong số những tác phẩm tiêu biểu của tác giả này, câu chuyện truyện ngắn được mang tên Chiếc thuyền ngoài xa. Các bạn thân mến, có thể thấy rằng, trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa, nhà văn Nguyễn Minh Châu đã tạo nên tình huống truyện vô cùng độc đáo, tạo cho người đọc sự suy nghĩ về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống. Và nhân vật chính trong tác phẩm này đó là người nghệ sĩ Phùng. Có thể thấy rằng nói về nghệ sĩ Phùng, xuất thân là một người lính bước ra từ chiến tranh. Phùng đã có quá trình nhận thức về cuộc đời. Đằng sau câu chuyện của gia đình hàng chài là cả một vấn đề nhân sinh và nhận ra được điều đó cần phải có cái nhìn đa chiều và sâu sắc. Anh ấy là một người nghệ sĩ chân chính, nhạy cảm và có tình yêu mạnh mẽ đối với cái đẹp. Là một nhiếp ảnh gia cực kỳ có tâm với nghề, Phùng cũng chính là một trong số những con người thể hiện cho tâm hồn nghệ sĩ và yêu mến cái đẹp. Chính vì vậy, khi được trưởng phòng yêu cầu chụp một bộ ảnh về thuyền và biển, Phùng đã lựa chọn vùng biển miền Trung là nơi chiến trường cũ của mình và phục kích rất nhiều thời gian để có thể chụp được một khung cảnh thật ưng ý. Và buổi sáng hôm ấy, khi anh đang đi trên bãi biển, bỗng phát hiện ra một bức tranh tuyệt tác của thiên nhiên. Đó là hình ảnh của chiếc thuyền ngoài xa thấp thoáng trong màn sương sớm, lúc ẩn, lúc hiện. Cảnh vật hiện lên trước mắt của nghệ sĩ Phùng bây giờ là một bức tranh mặc mực tàu của một danh họa thời cổ. Mũi thuyền in một nét mơ hồ lòe nhòe bầu sương sớm mù trắng như sữa, có pha đôi chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào. Toàn bộ khung cảnh từ đường nét đến ánh sáng đều hài hòa và đẹp. Một vẻ đẹp giản đơn và toàn bích. Điều này đã khiến cho người nghệ sĩ bối rối và trong trái tim dường như đang có gì bóp thắt vào. Và trong cái giây phút bối rối ấy, Phùng tưởng như chính mình vừa khám phá ra chân lý của sự toàn thiện, khám phá thấy cái sự trong ngần trong tâm hồn của chính mình. Cái đẹp tuyệt đỉnh của ngoại cảnh đã mang lại khoảnh khắc hạnh phúc tràn ngập tâm hồn Phùng và Phùng đã bấm máy liên tục để thu hết vẻ đẹp tuyệt đỉnh của cảnh vật vào trong ống kính của mình. Thế nhưng, khi chiếc thuyền bơi vào bờ thì một sự thật trần trụi phơi bày trước mắt anh. Đó là một sự thật bi thương. Hình ảnh của những con người lao động nghèo khổ sơ sát, không hề có chút niềm vui, hạnh phúc nào cả. Phùng nghe tiếng anh hàng chài quát vợ. Cứ ngồi nguyên đấy, động đậy tao giết cả mày đi bây giờ. Rồi nhìn cảnh anh hàng chài mặt đỏ gay, lão rút trong người ra một chiếc thắt lưng của lính ngụy ngày xưa, quật tới tấp vào lưng người đàn bà. Hắn vừa đánh, vừa thở hồng hộc, hai hàm răng nghiến ken két, cứ mỗi nhát quất xuống, lão lại nguyền rủa bằng cái giọng rên rỉ đau đớn. Mày chết đi cho ông nhờ, chúng mày chết hết đi cho ông nhờ. Trong khi đó, thì người đàn bà nhẫn nhục cam chịu tất cả những sự việc ấy diễn ra, làm cho Phùng kinh ngạc đến mức. Trong mấy phút đầu, tôi cứ đứng há mồm ra mà nhìn. Và điều làm cho Phùng càng kinh ngạc sững sờ hơn nữa, đó chính là
hình ảnh của thằng Phát lao đến để bảo vệ mẹ, đánh bố. Tình huống chuyện này đã đưa ra những vấn đề đầy nghịch lý. Nghịch lý giữa cái đẹp của nghệ thuật với sự trần trụi bi đát của cuộc sống hiện thực. Nghịch lý giữa người vợ tốt bị hành hạ nhưng vẫn nhất định không bỏ chồng. Nghịch lý giữa sự vũ phu tàn bạo của anh hàng trai với người vợ nhưng không bỏ vợ. Với tình huống chuyện này, nhà văn Nguyễn Minh Châu đã đặt ra một vấn đề rất quan trọng để người đọc có thể suy nghĩ, đó là mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc đời. Nghệ thuật là một cái gì đó xa vời, như chiếc thuyền ngoài xa kia trong màn sương mờ ảo, còn cuộc sống thì rất gần, giống như con thuyền đã đi vào bờ. Hay nói một cách khác, Nguyễn Minh Châu cho rằng nghệ thuật trước hết phải gắn liền với cuộc sống, phải phản ánh chân thật cuộc sống và góp phần cải tạo cuộc sống, làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Quan điểm này của Nguyễn Minh Châu rất gần với quan điểm của nhà văn Nam Cao. Nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than. Một tình huống chuyện độc đáo đã được Nguyễn Minh Châu tạo ra. Đó chính là hình ảnh người đàn bà là được đầu bao công của cái huyện ven biển này mời đến để khuyên răn là người đàn bà này hãy ly hôn với chồng. Và người nghệ sĩ Phùng đã chứng kiến câu chuyện đó. Thế nhưng sau buổi nói chuyện với những lý lẽ của mình thì cuối cùng người đàn bà này vẫn quyết định từ chối, không chấp nhận việc bắt mình phải bỏ chồng. Chính điều này đã khiến cho Phùng cực kỳ sững sờ. Lòng chú tốt, nhưng các chú đâu có phải là người làm ăn, cho nên các chú đâu có thể hiểu được cái việc của người làm ăn, lam lũ, khó nhọc. Là bởi vì các chú không phải đàn bà, chưa bao giờ các chú biết như thế nào là nỗi vất vả của người đàn bà trên một chiếc thuyền không có đàn ông. Đàn bà ở thuyền chúng tôi phải sống cho con, chứ không phải sống cho mình như ở trên đất được. Mong các chú lượng tình cho cái sự lạc hậu, các chú đừng bắt tôi bỏ nó. Chính những lời lẽ của người đàn bà này đã khiến cho Phùng và Đầu chợt nhận ra rằng lòng tốt của các anh hóa ra lại là phi thực tế. Và chính những lời lẽ đó đã giúp cho Phùng và Đầu nhận ra được nghịch lý của đời sống. Những nghịch lý buộc con người phải chấp nhận một cách chua chát. Trên thuyền phải có một người đàn ông để chèo chống, dù hắn man dợ và tàn bạo. Từ đây, Phùng dường như đã bắt đầu hiểu ra rằng muốn con người giải thoát khỏi cảnh đau khổ tăm tối và man dợ kia thì cần phải có những giải pháp thiết thực, chứ không chỉ là lòng tốt, thiện chí hoặc những lý thuyết đẹp đẽ xa rời thực tế. Tình huống đối lập này đã khiến cho Phùng nhận ra rằng để hiểu được sự thật ở đời sống thì không thể nhìn một cách giản đơn mà phải đi sâu vào thực tế để có thể hiểu được về con người, những nghịch lý nhưng lại vô cùng có lý đang tồn tại trong cuộc sống này. Qua những dòng viết đầy chân thực trong truyện ngắn Chiếc Thuyền Ngoài Xa thì Nguyễn Minh Châu đã tạo nên một tình huống chuyện vô cùng độc đáo với những phát hiện đối lập của người nghệ sĩ Phùng. Qua đó, chúng ta cũng hiểu thêm về người nghệ sĩ này. Nhân vật Phùng thuộc kiểu nhân vật tự nhận thức. Anh hội tụ trong mình vẻ đẹp của một người nghệ sĩ chân chính và vẻ đẹp của người lính có tấm lòng nhân hậu. Nguyễn Minh Châu đã khắc họa thành công nhân vật này trong tình huống chuyện đầy nghịch lý với điểm nhìn độc đáo của câu chuyện được kể dưới cái nhìn của nghệ sĩ Phùng nên càng gần gũi, chân thực và sâu sắc hơn. Các bạn thân mến, đó là phần chia sẻ về tình huống chuyện với những phát hiện đối lập của người nghệ sĩ Phùng. Hy vọng rằng với phần chia sẻ của chị vừa rồi, các bạn cũng đã có thêm những phần kiến thức để có thể tập trung cho việc ôn luyện những phần kiến thức về tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu các bạn nhé. Chị hẹn gặp lại các bạn ở trong phần audio tiếp theo và hy vọng rằng chúng mình sẽ lại được tiếp tục chia sẻ cùng với nhau những phần kiến thức thú vị nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần audio tiếp theo.